Xin chào tất cả mọi người, lại là mình đây. Hôm nay mình nhận một món hàng đến từ Hải Dương nha. Cảm ơn em trai đã tin tưởng. Đó là một bộ rau cá sấu China sơn Blue Mon nha. Đây, nguyên một xe luôn. Ok, mình là Trung Tính Channel.